Kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát sóng hàng ngày trên kênh HTV7 và HTV9 vào lúc 18 giờ 30 phút. Hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 11 sẽ có những thông tin nổi bật sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường nhân sự cho các bệnh viện dã chiến. Chỉ số VN Index tăng kỷ lục hơn 25 điểm, lo ngại sự bền vững của thị trường. Các nhà khoa học Anh phát triển loại thuốc xịt mũi ngừa COVID-19. Kính thưa quý vị, từ tháng 10, các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã được khôi phục. Cùng với đó, số ca mắc mới có xu hướng tăng, gây áp lực lên các bệnh viện dã chiến. Các bệnh viện dã chiến đa tầng tại thành phố qua đợt dịch lần thứ tư đã có kinh nghiệm về việc phân bổ vật tư y tế và phương án điều trị, nhưng vấn đề lớn hiện nay chính là nhân sự. Chỉ trong sáng 24 tháng 11, 851 bệnh nhân COVID-19 đã nhập viện điều trị tại bệnh viện dã chiến đa tầng quận Tân Bình. Con số này còn cao hơn mức kỷ lục 750 bệnh nhân một ngày mà bệnh viện ghi nhận hồi tháng 8 qua. Một áp lực lớn đang đặt lên đội ngũ 70 bác sĩ và 140 điều dưỡng tại đây. Thì khu vực hồi sức coi như là hết giường. Khu vực bệnh nặng thì 126 bệnh nhân, còn khu vực cấp cứu là đang nằm 20 bệnh nhân luôn. Khi các cái đơn vị khác rút đi thì những cái đơn vị hồi sức ít lại và cái áp lực cho nhân viên y tế đợt này nó cũng không thua kém gì với đợt trước. Mỗi một đơn vị đều chủ động tìm kiếm cái nguồn lực cho chính cái tầng mà mình phụ trách. Trước tình hình này, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động nhân lực để triển khai nhận bệnh tại bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16. Bệnh viện cũng cố gắng thu xếp làm sao để cho đảm bảo nhân lực tại chỗ và đi hỗ trợ cho các nơi. Sở Y tế cũng lên kế hoạch sẵn sàng thiết lập hệ thống điều trị bao gồm các trung tâm hồi sức tích cực, bệnh viện dã chiến. Hôm nay nhiều điểm trường ở Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tiêm vaccine đợt 2 cho học sinh. Ghi nhận tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, với số lượng học sinh hơn 2.300 em, công tác triển khai tiêm chủng diễn ra trong trật tự và an toàn. Các em học sinh lớp 10 tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong chưa có được một buổi học trực tiếp nào tại trường. Điều đó càng làm cho đợt tiêm chủng này ý nghĩa hơn, khi đây là điều kiện đầu tiên để xây dựng một môi trường học đường an toàn trong bối cảnh hiện nay. Đây là lần đầu tiên được đặt chân vào trường. Sắp tới thì có thể được quay lại ở trường học chính thức, được gặp thầy cô, gặp bạn bè. Mà các cháu cũng được tiêm đầy đủ hai mũi như vậy thì cũng giống như là khoác cho mình một cái áo giáp. Hai ngày tiêm vừa cho tới hôm nay thì tình hình là diễn ra tốt đẹp, sức khỏe của các em được bảo đảm. Thầy cô và đặc biệt là các trò rất là mong muốn được trở lại trường. Các kinh nghiệm đã được rút ra từ đợt tiêm trước như tiêm vaccine theo đơn vị lớp học để dễ dàng kiểm soát số lượng học sinh đã tiêm, tổ chức phân ca để phụ huynh đến đúng khung giờ, đảm bảo không quá tải tại từng thời điểm, đang giúp cho các trường tại Thành phố Hồ Chí Minh trong khâu tổ chức, điều phối nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 2 cho các em. Chỉ số VN Index kết phiên hôm nay tiếp tục tăng hơn 25 điểm, lên mức 1488,87 điểm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thì sự bứt phá ngoạn mục này đang đặt ra lo ngại về sự bền vững của thị trường. Đến hiện tại, nền kinh tế chỉ vừa khởi động lại, chứng khoán đã tăng mạnh hơn và lập đỉnh lịch sử. Điều này là do nhà đầu tư kỳ vọng cao vào tăng trưởng trong tương lai hay chỉ là tâm lý chạy theo đám đông? Là một nhà đầu tư chuyên nghiệp, ông Nguyễn Lê Kha cho rằng thị trường chứng khoán thì đang tăng trưởng quá nóng, kèm theo đó là rủi ro cũng cao hơn. Cái bà mà bán rau mà còn nói về chứng khoán á, lúc đó là thị trường nó đã đổ vô rất nhiều rồi, thì đến lúc đó chúng ta phải rút ra, bởi vì thị trường đi đến một cái điểm mà người ta phải chốt lời. Những cái doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, thậm chí là âm vốn, nhưng mà vẫn có khả năng là tăng giá tới hàng chục lần. Có nghĩa là cái yếu tố đầu cơ là rất là lớn, tiền nó sẽ chảy vào từ túi người này sang túi người khác thôi, chứ nó sẽ không có đổ vào sản xuất tạo ra những cái giá trị cho doanh nghiệp, mà chỉ góp phần là gọi là đẩy giá lên thôi. Những cái người mà ôm cổ phiếu vào những cái phút cuối cùng là những người sẽ phải ăn hết. Như vậy nó cũng sẽ làm cái áp lực lên lạm phát là rất là lớn. Việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát vẫn đang là một thách thức cho các cơ quan quản lý. Trong đó, việc kiểm soát những doanh nghiệp nên biết sử dụng vốn đúng mục đích rất quan trọng để dòng vốn của nhà đầu tư thực sự phát huy hiệu quả. Về phía nhà đầu tư, sự tỉnh táo và am hiểu thị trường chứng khoán là điều kiện cần được trang bị trước khi quyết định tham gia. Thông tin từ Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, từ cuối tuần này sẽ có thêm 4 đoàn tàu của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên được đưa từ Nhật Bản về thành phố để lắp đặt. Trong đó, 2 đoàn tàu dự kiến đến cảng Khánh Hội quận 4 ngày 28 tháng 11, 2 đoàn tàu còn lại dần ngày 5 tháng 12. Các đoàn tàu sẽ được vận chuyển bằng xe siêu trường về depot Long Thành, thành phố Thủ Đức.
đón thêm 4 đoàn tàu này, tuyến metro số 1 có tổng cộng 11 đoàn tàu trong tổng số 17 đoàn tàu. Trong một diễn biến khác, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị tạm thời hoãn thực hiện dự án xe buýt nhanh BRT cho đến khi đảm bảo đồng bộ các điều kiện về hạ tầng kết nối để dự án đạt hiệu quả sau khi triển khai đầu tư. Dự án xe buýt nhanh BRT xây dựng tuyến xe buýt nhanh số 1 dài 26 km chạy dọc đại lộ Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ, có điểm đầu từ vòng xoay An Lạc đến cầu Rạch Chiếc, tổng vốn đầu tư 143 triệu đô la Mỹ, dự kiến hoàn thành vào năm 2022. Dù sinh sống ở ngay thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, nhưng hơn 2 năm nay hàng trăm hộ dân của khu dân cư cao su Đồng Phú vẫn không có nước sạch để sử dụng. Nguyên nhân là do đâu và vì sao vụ việc kéo dài đến như vậy, đến nay vẫn chưa được giải quyết. Nước sinh hoạt thường xuyên đỏ ngầu, nhiễm bẩn, không thể sử dụng. Người dân ở khu dân cư cao su Đồng Phú buộc phải mua nước đóng chai để sử dụng. Nước uống ăn uống thì phải đổi về ăn, chứ còn nước sinh hoạt thì vào tắm cũng được mà giặt cũng được nữa. Lúc nào xả nước ra nó cũng đen, với lại nó như nước sình á, mà tiền tháng nào thì cũng thu đều đều. Phía công ty cao su Đồng Phú cho biết nguyên nhân là do việc thi công mương thoát nước khiến đường ống nước bị vỡ liên tục, nguồn nước không ổn định. Mặt khác, hệ thống nước này vốn đã có từ những năm 1990, hiện đã cũ, cũng ảnh hưởng đến chất lượng nước. Chính quyền địa phương đã phản ánh với công ty cao su Đồng Phú, thậm chí đưa ra giải pháp thay thế nhưng vẫn chưa giải quyết được. Công ty xin tiếp nhận lại để ban hành khai thác nhằm mục tiêu là đưa cái dịch vụ nước sạch đúng người dân, cho nó đảm bảo sức khỏe người dân. Nhưng mà đến thời điểm này thì không, công ty chưa nhận bất kỳ một phản hồi nào của bên cao su Đồng Phú. Chính sự thờ ơ của những người có trách nhiệm đang khiến cho hàng trăm hộ dân ngày đêm bức xúc vì thiếu nước sạch. Ngày càng nhiều công ty thử nghiệm lâm sàng các loại thuốc xịt mũi được cho có khả năng bảo vệ con người trước virus SARS-CoV-2. Các nhà khoa học Anh đã phát triển thành công một loại thuốc xịt mũi có tên là Foxwell. Với hai lần xịt, người dùng được bảo vệ lên tới 8 giờ đồng hồ. Công ty sản xuất tin rằng sản phẩm này giúp làm giảm đáng kể nguy cơ mắc COVID-19, đặc biệt là cho nhóm bệnh nhân dễ bị tổn thương. Vaccine và các thiết bị bảo hộ cá nhân cực kỳ quan trọng, nhưng vẫn không thể đạt hiệu quả 100%. Chúng ta cần thêm những công cụ bổ sung khác. Sản phẩm này ức chế virus SARS-CoV-2 khi chúng xâm nhập vào màng nhầy của mũi. Foxwell đã được thử nghiệm trên 648 nhân viên y tế chưa được tiêm chủng tại Ấn Độ. Kết quả, những người sử dụng ít có nguy cơ mắc COVID-19 hơn 66% so với những người không dùng trong vòng 45 ngày. Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cũng cho thấy thuốc tiêu diệt virus SARS-CoV-2 chỉ trong vòng 30 giây và tiêu diệt virus gây bệnh cúm trong 5 phút. Các nhà sản xuất đang chờ sự chấp thuận của cơ quan quản lý các nước để sản phẩm được lưu hành. Cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc hôm 23 tháng 11 đã công bố một đoạn video về trái đất được quay từ trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc. Trong đoạn video, ta có thể thấy rõ các đại dương, đất liền và các ngọn núi bị tuyết bao phủ, cho thấy một hành tinh tuyệt đẹp. Ngày 16 tháng 10 vừa qua, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ Thần Châu 13 bằng tên lửa Trường Chinh 2F đưa 3 phi hành gia lên mô đun lõi trạm vũ trụ Thiên Cung thực hiện sứ mệnh kéo dài 6 tháng. Đây cũng là sứ mệnh không gian dài nhất của Trung Quốc cho đến nay. Bảo tàng nghệ thuật Vương quốc Anh đang tổ chức triển lãm cá nhân lớn nhất trước giờ của một nữ nghệ sĩ da màu. Qua đó, người xem chứng kiến cả quá trình hoạt động nghệ thuật của Lubaina Hamid, họa sĩ da màu đầu tiên giành được giải thưởng Turner danh giá. Trong số hơn 50 tác phẩm, bà kiến trúc sư được cho là điển hình cho phong cách của Lubaina Hamid, một bức tranh có màu sắc sống động với trung tâm là các nhân vật da màu. Thu hút không kém là tác phẩm sắp đặt Một cuộc hôn nhân thời thượng vào năm 1984. Hay một tác phẩm khác dài 25 mét chạy dọc theo bức tường của căn phòng, giọng nói của Hamid kể về những ý tưởng sáng tác của cô. Lubaina Hamid đã làm việc không ngừng nghỉ từ những năm 1980. Các tác phẩm của cô ấy rất mang tính thời đại, khi đặt cho chúng ta những câu hỏi như tình yêu thực sự là như thế nào? Những món đồ hàng ngày, như quần áo, ngôi nhà mà chúng ta đang ở, có thực sự phù hợp với chúng ta không? Lubaina Hamid thì nói rằng, thành công của cô sau 40 năm chính là việc các nghệ sĩ da màu không còn bị phớt lờ như trước đây. Tiếp theo trong 60 giây, bắt 5 đối tượng đánh tráo sổ đỏ rồi mang đi cầm, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng. Cuối năm, liên tục bắt giữ các vụ hàng nhập lậu tại khu vực vùng biên.
Thưa quý vị, Công an thành phố Cần Thơ vừa bắt tạm giam 5 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn đánh tráo sổ đỏ rồi mang đi cầm cố. Cầm đầu là Lưu Hoàng Hải, sinh năm 1972, thường trú quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Qua điều tra, nhóm của Hải thừa nhận đã thực hiện 4 vụ đánh tráo 6 sổ đỏ tại Cần Thơ trị giá khoảng 80 tỷ đồng. Trong đó, chúng đã chuyển nhượng, cầm cố 4 sổ, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng. Cơ quan điều tra phát hiện và phong tỏa 2 sổ còn lại. Ngoài ra, nhóm này còn làm giả nhiều sổ đỏ ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Đồng Tháp và Sóc Trăng, lừa bán lấy tiền chia nhau. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Hải và đồng phạm lên mạng hoặc qua môi giới lấy số điện thoại của những người đang muốn bán nhà đất, sau đó vờ hỏi mua, yêu cầu chủ đất cung cấp bản photo sổ đỏ rồi mang đi làm giả. Tiếp đó, chúng lấy tên giả hẹn gặp chủ đất, lợi dụng lúc gia chủ mất cảnh giác, đánh tráo sổ đỏ thật rồi từ chối mua, rút lui. Sau đó, chúng thuê người đóng giả chủ nhà đất trên sổ đỏ, đem giấy tờ đi cầm cố với giá rẻ, chiếm đoạt tiền. Gia chủ khi phát hiện sổ đỏ bị đánh tráo thì tài sản đã bị chuyển qua nhiều người khác. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra. Cuối năm là thời điểm gia tăng các vụ hàng nhập lậu tại khu vực vùng biên. Hôm qua, lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang lại bắt giữ 2 xe tải vận chuyển hàng hóa xuất xứ nước ngoài không có hóa đơn chứng từ. Chiều ngày 23 tháng 11, trên tuyến quốc lộ 91, tổ công tác phát hiện xe ô tô tải có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 386 bình chữa cháy xuất xứ Trung Quốc. Vào sáng cùng ngày, tại khu vực thị trấn Tịnh Biên, tổ công tác cũng phát hiện một xe tải chở 4.436 sản phẩm nước và keo sơn móng tay, nồi đất, bình lọc nước có xuất xứ Hàn Quốc và Trung Quốc. Cả hai vụ này, tài xế đều không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Hiện công an huyện Tịnh Biên đang tạm giữ hàng hóa, phương tiện và xử lý vụ việc. Cơ quan quản lý thị trường tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa thu giữ hàng ngàn hộp sữa và nhiều hàng hóa nghi nhập lậu. Hôm qua, trên tuyến quốc lộ 62 thuộc huyện Tân Thạnh, lực lượng chức năng bắt giữ xe ô tô tải vận chuyển hàng nghi nhập lậu. Tài xế xe đã bỏ chạy. Qua kiểm tra, trên xe có 100 thùng sữa và hơn 700 hộp sữa các nhãn hiệu và nhiều hàng hóa khác như kẹo, kem đánh răng, thực phẩm chức năng. Tất cả số hàng này đều có nhãn bằng tiếng nước ngoài. Lực lượng chức năng tạm giữ tang vật, phương tiện và thông báo tìm chủ sở hữu để xử lý. Công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. 3 bị can bao gồm Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1978, trú tại Hà Nội, là giám đốc công ty khai thác chế biến khoáng sản Việt Trung; Trần Văn Phụng, sinh năm 1982, và Bùi Duy Chinh, sinh năm 1997, đều trú tại Hà Giang. Trước đó, ngày 13 tháng 10, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện hoạt động khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn tại mỏ Mangan ở xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang. Mỏ này đã hết thời hạn cấp phép khai thác từ năm 2014. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã không chấp hành và vẫn khai thác trái phép. Cơ quan điều tra xác định khối lượng khoáng sản đã khai thác trái phép là hơn 4.000 tấn. Các đối tượng đã vận chuyển quặng đi tiêu thụ tại tỉnh Thái Nguyên, thu lợi bất chính trên 3,5 tỷ đồng. Công an tỉnh Hà Nam hôm nay cho biết đã khởi tố vụ án hình sự sản xuất hàng giả là thực phẩm liên quan đến một thương hiệu bánh cốm nổi tiếng ở Hà Nội. Trước đó, ngày 21 tháng 9, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà của vợ chồng Phạm Thị Hương và Quyền Đình Tới ở xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý đang sản xuất số lượng lớn bánh cốm và bánh su xuê mang nhãn hiệu Nguyên Ninh, số 11 Hàng Thang, Hà Nội. Tại hiện trường, công an thu giữ 525 bánh thành phẩm các loại mang nhãn hiệu Nguyên Ninh, hơn 700kg vỏ hộp mang các nhãn hiệu Nguyên Ninh, Bảo Minh, Tiên Dung, 3 hệ thống máy cùng nhiều nguyên vật liệu. Cả hai khai nhận cố tình làm giả thương hiệu nổi tiếng ở Hà Nội để bán được nhiều hàng hơn. Trưa nay, đội phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công an quận 11 bắt giữ nhóm đối tượng để điều tra về hành vi giả danh công an, lừa đảo cưỡng đoạt tài sản, chăn dắt người ăn xin. Qua điều tra ban đầu, đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn, sinh năm 1988, ngụ thành phố Thủ Đức, đã sử dụng quân phục công an mua trên mạng, sau đó đi tìm các đối tượng chăn dắt người ăn xin trên địa bàn để đòi tiền bảo kê. Ở mỗi điểm, Tuấn yêu cầu các đối tượng chăn dắt phải trả cho mình mỗi tháng từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Các đối tượng chăn dắt ăn xin này thì kiếm tiền từ những người khuyết tật, trẻ em ăn xin bị lôi kéo vào băng nhóm của mình. Đây là tiền hoa hồng và các tiền công nuôi ăn ở. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý.
Thưa quý vị, vì sự an toàn của chính mình và người thân, hãy thực hiện nghiêm 7 thông điệp của ngành y tế gồm toàn dân đoàn kết chung sức đồng lòng đẩy lùi dịch COVID-19, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi phường xã thị trấn là một pháo đài phòng chống dịch COVID-19, chủ động phòng chống dịch COVID-19 là trách nhiệm của mỗi người dân, ý thức công dân, ý thức cộng đồng, chung sức chung lòng phòng ngừa COVID. Vaccine phòng COVID-19 tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất, tuân thủ quy định khi cách ly là góp phần làm giảm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng, 5K và vaccine là phòng bệnh hiệu quả. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giờ chiều nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.